tịnh không nghiệp trơn ngôn tu rị ma tu rị tu tu rị ta bà ha bổ cúng dường chân ngôn án ngang ngay nắng tâm bà phật thiên nghiệp ra hồng án tu rị trơn ngôn án mộ tâm án ra mọi nấm án độ lô đi bí xa bà ha nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây vướng với các mười phương cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ tâm bồ đề kiên cố sa bê cố sông mê chống quay về bờ giác nay là ngày trung thất 49 ngày cuối tuần gia đình tan trú qua nhân phu cao minh hải hiếu nam cao diệp hải nguyên miếu nữ cao diệp hải châu hiệp gia đình huynh đệ tỷ muội mẫu thân đồng thiết lễ dính mật phụng tăng lai đám gia đường bạc tiếng hương linh kỳ siêu địa tạng trân kinh gia trì thần chú nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh và diệp hiếu hạnh pháp danh diệu đức hưởng dương cuộc đời 44 tuổi từ trần ngày 25 tháng giêng năm Đinh Dậu. Nhất vị chân linh nguyện cầu chư Phật quan giám đàn tiền chứng minh công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Ma Tát hiện tiền đệ tử nghiệp gia quyến đẳng trí thành khấn bái hương nguyện. Nhớ tâm lãnh lễ tận không biến pháp giới quá hiền vị lai. Thập phương chư Phật tôn quá hiền thánh tăng thường trụ tam bảo thế tôn mi. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoàng giáo chủ tương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại chí danh thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh hổ hiền Bồ Tát. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Trí Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát Cư Trí Trang Nghiêm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Chứng Minh. Cầm nhũ trên đàn cổ mạc kiếm lô tài nghiệp phúng tưởng gần ngày nhân quân biến thiết tam thiên giới thổi như tương tương thế tồn nhớ ngã trái đồng nghĩa thương mà linh la tôi Oh.
Yeah.
Quang